Chào các bạn, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Lê Fitness của mình. Và nếu các bạn không biết mình là ai thì mình xin tự giới thiệu. Mình là Trang Lê, mình là một huấn luyện viên về Group X và Fitness. Và gym đã được 8 năm rồi, thế nên các bạn hãy tin tưởng mình nhá. Nếu bạn nào đang gặp phải vấn đề là các bạn không biết tập gì, không biết tập như thế nào, ra sao, thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một giải pháp cực kỳ tối ưu. Đó là một series bài tập trong vòng 6 ngày, từ day 1 đến day 6, bao gồm tất cả các bộ phận từ cardio, thân trên và thân dưới, để các bạn có thể tập được toàn bộ cơ thể của mình và chỉnh form người của mình tốt nhất. Lưu ý là nếu các bạn tập luyện không thì chắc chắn là không đủ, thế nên là mình đã làm luôn một cái menu thực đơn cho các bạn trong vòng 6 ngày luôn, để chúng ta vừa tập luyện và vừa kết hợp ăn uống. Như vậy các bạn sẽ đạt được một kết quả tốt nhất nhá. Và thực đơn mình sẽ để ngay ở đây cho ngày đầu tiên. Nhớ là trong thực đơn này thì chúng ta sẽ cắt carb, cắt tinh bột vào buổi tối. Thế nên là các bạn nhớ là ăn uống đúng theo thực đơn để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Còn ngay bây giờ thì mình sẽ trải thảm ra và tập luyện thôi. Mọi người ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện vào bài tập đầu tiên của ngày đầu tiên là bài tập cardio. Đây là một bài tập tập luyện cho phần tim mạch của mình và tập tất cả các nhóm cơ cùng một lúc nhá. Mình sẽ sử dụng một cái phần mềm đếm thời gian để mọi người có thể tập luyện chuẩn nhất. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu. Ok, đầu tiên mọi người sẽ khởi động qua toàn bộ cơ thể của mình. Chúng ta chỉ cần khởi động qua thôi, bởi vì trong cái bài tập này thì mọi người cũng sẽ có 2 set khởi động. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Bây giờ thì mình cùng vào với set khởi động đầu tiên. Bắt đầu. Mọi người ơi, chúng ta chưa cần làm nhanh vội mọi người nhá. Mình sẽ tập bình tĩnh thôi vì đây là thời gian mình tập khởi động. Lưu ý là mỗi một set tập thì nó sẽ kéo dài trong vòng 30 giây. Ok, chúng ta chuyển sang động tác thứ hai, squat. Lưu ý ở động tác squat thì các bạn sẽ mở cái gối của mình càng nhiều ra ngoài càng tốt, giống như là chúng ta ngồi xổm các bạn ạ. Tiếp theo là mọi người có thể thấy này, mình phải giữ cho cái phần ngực của mình mở và cột sống thẳng mọi người nhá. Ok, mình cùng đến với động tác tiếp theo. Động tác mountain climb. Kéo đầu gối vào khuỷu tay. Hít thở đều. Chúng ta sẽ đổ trọng lượng về hai bên bả vai của mình một chút. Ok rồi, tiếp tục. Động tác tiếp theo. Twist. Nào, chúng ta sẽ giữ thân trên và nhảy phần hông của mình sang hai bên này. Nhớ là trong phần khởi động này, mình nhắc lại nhé, chúng ta chưa cần phải tập quá mệt đâu. Cố lên, cố lên. Ok, rồi rất tốt, hít thở mọi người ơi. Chúng ta step up trong vòng 30 giây. Hít thở để sau đó quay trở lại mình tập. Ôn tập lại một lần cho vài khởi động của mình.
bạn có nhớ 4 động tác, bạn sẽ lặp lại 4 động tác như thế nhá. Nào mọi người chuẩn bị lấy sức và tập luyện tiếp set thứ 2 trong phần khởi động. Ok, động tác đầu tiên, jumping jack. Chúng ta có thể cảm thấy là nhịp tim của mình tăng lên một chút rồi đúng không ạ? Cố gắng lên nào. Động tác thứ hai, squat tại chỗ. Nào, mọi người cố gắng là hạ trọng tâm người của mình xuống sâu hơn nhé. Khi lên, đẩy phần hông của mình lên để siết phần mông lại. Cố lên, cố lên. Ok, chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo, động tác thứ 3, mountain climb. Kéo đầu gối vào này. Những bài tập về cardio thì mọi người phải tập trung vào hít thở đều. Cố lên nào mọi người ơi. Ok, rồi rất tốt. Mình đến với động tác tiếp theo. Động tác twist. Nào, xoay hông. Cố gắng là xoay hẳn người sang hai bên. Như vậy thì chúng ta sẽ tập luyện được cả cái phần eo của mình nhá. Cố lên, cố lên. Ok rồi, rất tốt, step up. Mọi người ơi, lần này chúng ta sẽ uống nước, hít thở trong vòng 1 phút và sau đấy quay trở về, mình sẽ tập phần chính mọi người nhé. Mọi người ơi, chúng ta cùng đến với hai hiệp chính nhá. Và cố gắng dành sức bởi vì cái hiệp này nó sẽ khá dài đấy. Nào, mình cùng đến với hiệp đầu tiên, động tác đầu tiên, jump squat, bắt đầu. Ở động tác này thì với những người tập lâu rồi các bạn có thể bật hai chân lên cao. Còn đối với những người mới tập thì mọi người có thể squat tại chỗ như thế này cũng được nhá. Nào, cố lên. Chúng ta cùng đến với động tác thứ hai, plank knee to elbow. Nào, đưa đầu gối ra ngoài. Các bạn có thể thấy khi mình tập thì mình sẽ hơi đổ trọng lượng của mình về phía trước một chút. Cố gắng đưa đầu gối ra ngoài càng nhiều càng tốt. Động tác thứ 3. Động tác tiếp theo mọi người sẽ đá chân lên cao và lưu ý này, các bạn sẽ đá gót chân của mình lên cao nhé. Đá mạnh và nhanh hơn một chút mọi người ơi. Ok, rồi rất tốt. Động tác tiếp theo, động tác frog. Chúng ta sẽ chống thẳng hai tay và mọi người sẽ nhảy hai chân vào. Cố lên.
lựa chọn dễ, chúng ta sẽ bước từng chân một. Lựa chọn khó hơn, nhảy cả hai chân, chạm mũi chân. Ok, rồi, rất tốt. Nào, quay trở lại. Động tác đá chân sang ngang và đổi bên. Cố lên nào. Cao chân hơn. Ok, hít thở một chút trong vòng 30 giây. Set up như thế này. Vẫn ở trong hiệp 1 mọi người nhá, chúng ta chưa dừng. Hít thở lại nào. Nào, chuẩn bị động tác tiếp theo. Tập cho phần cơ bụng. Khuỷu tay hướng vào đầu gối mọi người nhé. Bài tập này mình sẽ tập cho phần cơ bụng, nên chúng ta sẽ dùng toàn bộ phần cơ bụng của mình siết lại để nâng đầu gối lên cao. Cố lên nào, cố lên nào. Động tác tiếp theo, plank, jumping. Chúng ta sẽ nhảy hai chân ra ngoài liên tục. Cố gắng là động tác này mọi người không cần tư thế đẹp, mà mình cần một tư thế an toàn và chuẩn. Thế nên chúng ta phải siết phần mông lại, gồng toàn bộ phần cơ bụng của mình mọi người nhé. Ok rồi, đứng dậy. Động tác tiếp theo, skate nào. Lựa chọn dễ, chạm mũi chân sang hai bên như thế này. Và khó hơn, mọi người có thể nhấc hẳn chân ở phía sau nhé. Ok, một động tác cuối cùng, tập luyện cho phần cơ bụng. Nào, tập tập động tác khoan. Tay chạm vào phần bắp cá chân của mình, gồng cơ bụng để nâng cao người. Ok, hít thở. Chúng ta vừa xong hiệp đầu tiên, mọi người sẽ có 1 phút uống nước, hít thở tại chỗ để chúng ta đến với hiệp thứ 2 nhé. Mọi người ơi, chúng ta cùng đến với hiệp thứ 2 ngay bây giờ nhá. Let's go. Bắt đầu, jump squat.
tác thứ hai, Miserable Thành. Hít thở đều. Ok, rất tốt. Động tác thứ 3. Động tác tiếp theo, Frogger. Nào, sẵn sàng. Lựa chọn dễ. Ta đến với động tác tiếp theo. Ok, hít thở. 30 giây hít thở tại chỗ, bắt đầu. Nào mọi người ơi, mình cùng đến với hiệp thứ 2, phần 2 rồi nhá. Let's go. Động tác thứ 2, Plank Jack. Ok, động tác tiếp theo, skate mọi người bắt đầu nhá. Lựa chọn dễ, chạm mũi chân sang hai bên. Khó hơn. Các cuối cùng, crunch. Lên nào mọi người. Đây là động tác cuối cùng rồi. Mọi người hãy chiến đấu đến giây cuối cùng của em nhé. Cố lên nào, cố lên nào. Ok. Rồi, rất là tốt. Chúng ta duỗi thẳng chân, hít thở lại một chút. Mọi người ơi, vậy là mình vừa mới tập luyện xong toàn bộ bài cardio.
của buổi 1 ngày hôm nay. Nào, chúng ta hít thở lấy lại sức và giãn cơ một chút nhé. Mọi người để đầu gối và mũi chân hướng ra ngoài. Hít thở đều, hai tay mọi người đưa nắm vào khuỷu tay của mình và đưa qua đầu. Giãn toàn bộ phần cơ thể của mình lên một chút. Nào, mình sẽ giãn phần lưng và phần đùi bằng cách là hai tay ôm vào đầu gối. Chúng ta kéo người lên. Tương tự đổi bên ngược lại. Vậy là mình vừa hoàn thành xong bài tập của day 1 là bài tập cardio rồi. Và đây là một bài tập mình set up khá là dài, nhưng mà nó lại cực kỳ hiệu quả và các bạn có thể tập lâu dài được. Các bạn hãy tập luyện thử nhé và cho mình biết cảm giác khi các bạn tập luyện được không. Nếu cảm thấy kênh của mình hay và bổ ích thì mình quên cho mình một like và một subscribe trên kênh YouTube channel của mình nhé. Và ở dưới có một nút chuông thông báo. Nhớ theo dõi để đón những video mới nhất hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye!